Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà Hà Nội đang được chào bán mới nhất tháng 11 năm 2022, thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà xây dựng độc lập nằm tại phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa. Căn nhà của chúng ta có diện tích là 31m², được thiết kế 5 tầng với giá đang được chào bán chỉ có 5,2 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội xây dựng độc lập nằm tại phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà chúng ta thì có diện tích sổ đỏ là 31m², được thiết kế 5 tầng, nhà hướng Đông Bắc anh chị nhé. Còn đây là đường ngõ trước nhà chúng ta anh chị này. Ở đây thì có thể kinh doanh nhỏ lẻ được như tạp hóa. Ngõ thông thoáng. Sau đây sẽ zoom rộng lên một chút để sau đó sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này anh chị nhé. Với thiết kế mỗi tầng một phòng, tầng 1 thì đương nhiên là phòng bếp phòng khách rồi. Đấy. Thiết kế trang trí rất là hiện đại. Thường thì những căn mà quanh quanh 30m, hơn 30m thì thiết kế mỗi tầng một phòng, nó sẽ rất là rộng rãi. Đấy. Kể cả như căn này cũng vậy, sẽ thiết kế nhà vệ sinh khép kín. Rồi phòng ốc rất chi là ok. Thoáng đãng, sạch sẽ. Với mức giá đang được chào bán cho căn nhà này chỉ hơn 5 tỷ thôi. 5,2 tỷ trong căn nhà như thế này. Đầy đủ, full nội thất hết. Một căn nhà nằm tại khu vực Pháo Đài Láng, một khu vực rất là sầm uất. Các trường đại học ở đây thì rất là nhiều đông sinh viên. Những chị nào mà muốn mua cho con cái học ở trên này trong tầm tiền quanh quanh 5 tỷ thì hãy xem căn nhà này anh chị nhé. Một lựa chọn rất là phù hợp luôn. Full nội thất đầy đủ, trang trí rất là ok. Ngoài những căn nhà này ra thì quanh khu vực Hà Nội em còn rất là nhiều các căn nhà khác nữa anh chị nhé. Quý anh chị muốn mua căn nhà như thế nào thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Phương nhé. Đây là khu vực phòng thờ, sân phơi, hoặc nếu có làm phòng ngủ cũng vẫn ok anh chị nhé. Phơi phóng giặt giũ ở đây. Đấy. Gọn gàng nhẹ nhàng. Phía trên thì còn có cả mái chống nóng nữa. Đấy, rất là ok. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình những căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.